Một bà xuống mà hỏi là rồi án mạng gì đó. Vậy là ông phải không? Tôi gọi. Trời ơi, tôi nghe mấy đứa con nít kể lại là công an hú còi ít ỏi ập vô trong quán, mấy người ăn hủ tiếu sợ quá dạt hết ra mà mặt mày ai cũng ngơ ngác. Rồi công an hỏi không có, cái mặt cũng ngơ ngác lên xe về. Và cái vấn đề là mặt bà xá hủ tiếu ngơ ngác không mấy ông công an. Trời ơi, bạn là gan quá. Trời ơi, gan quá. Gọi 113 giỡn gì hết. Giỡn gì? Cái đó là trả thù tại bả, cái vụ con gián nhớ không? Nhưng mà ông thù bà hủ tiếu mắc mới thì ông vừa qua hả? Lương lý nấu ở hết à? Cái chuyện vậy mà ông cũng dám làm là ông gạt 113. Ông giỡn như người ta được, ông đừng giỡn nhà nước hay chưa? Tôi nói anh rồi mà sao anh cứ đi lo chuyện của tôi không? Anh lo chuyện của anh đi bây giờ. Tôi nói cho anh nghe nè. Mới mua thêm một cái sim nữa.